Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trước ống kính ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng tản nhiệt điều hòa ô tô của Toyota Vios 2014 đến 2016, sản phẩm là dòng hàng liên doanh cao cấp. Em xin mời anh em sẽ cùng nhìn qua sản phẩm nhé. Nó cũng khá là nhỏ gọn so với cái đời 2009 2010, nhưng mà một cái thiết kế rất là đẹp ở cái bản hàng liên doanh cao cấp. Là cái thứ nhất là cái lan nhôm này, anh em nhìn nhé, rất là đặc, dày, tức là dày, tức là khi tản nhiệt nó rất là tốt, bởi vì cái bản này là bản đặt nên là cái lan nhôm của nó rất là đồng đều. Hai mặt bích của dàn nóng thì được thiết kế nằm trên viền sườn của dàn. Đây là đường mặt bích cao này, mặt bích đường phin này. Đây là bốn chân gài và cái chỗ giá đỡ két nước và dàn nóng anh em nhé. Lên cái bản đời cao từ đời 2007 trở đi thì Toyota đã có một cải tiến rất là vượt bậc trong tất cả các dòng xe, là sẽ thiết kế là phin lọc liền, đó là phin túi liền thân dàn luôn. Đây đây khi mà chúng ta muốn đây, thì anh em muốn bảo dưỡng này, kiểm tra này, thì chúng ta hãy dùng lục giác, cái này phải rơi vào lục giác 10 đấy, thì chúng ta vặn xoáy ra và rút rút cái lõi lọc đấy ra, bỏ ra thay thế là khá là ok. Nguyên vật liệu chính để sản xuất ra dòng sản phẩm này thì nó là hợp kim nhôm anh em nhé. Đây anh em nhìn này, hàng liên doanh nhưng chất nhôm của nó này anh em cũng nhìn thấy rất là đồng đều, đấy, dày. Với cái đặc điểm của dàn nóng, dàn lạnh, két turbo, két sưởi, két nước thì cái lan nhôm càng đặc bao nhiêu thì cái lượng tản nhiệt rất là tốt bấy nhiêu. Đây, anh em cùng nhìn nhé. Đây, đây là em phải kiểm tra trước khi mà chuyển tới tay khách hàng bên em đây. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn nóng tản nhiệt điều hòa ô tô của Vios 2013 đến 2016-17. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.